Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Sau nhiều đồn đoán, ngày 24 tháng 11, đại diện Bemin Việt Nam cho biết ứng dụng này sẽ chính thức rời khỏi thị trường Việt Nam từ ngày 8 tháng 12 năm 2023. Báo Tuổi Trẻ Online ghi nhận thông tin từ báo tin tức. Trong thư điện tử email thông báo đến các đối tác về việc dừng hoạt động tại thị trường Việt Nam, Bemin cho hay rất tiếc khi công ty mẹ Delivery Hero đã quyết định rút khỏi thị trường Việt Nam bởi tình hình kinh tế khó khăn trên toàn cầu, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường nước sở tại. Tuy có nhiều luồng ý kiến trái chiều về sự ra đi của Bemin, những điểm sáng trong hành trình 4 năm đồng hành của thương hiệu đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người dùng Việt Nam. Ngày 10 tháng 6 năm 2019, ứng dụng đặt đồ ăn hàng đầu tại Hàn Quốc Bemin, viết tắt của cụm từ Beda Minziok, chính thức gia nhập thị trường sôi động Việt Nam sau khi thâu tóm Vietnam.com với mong muốn giới thiệu những nét văn hóa, bản sắc cũng như công nghệ đặc trưng của xứ sở kim chi đến với Việt Nam. Gia nhập thị trường Việt, Bemin đã phải cạnh tranh khốc liệt với các nền tảng như Grab, Gojek và Superfood trong lĩnh vực giao đồ ăn. Tuy nhiên, Bemin chỉ cung cấp dịch vụ giao đồ ăn, trong khi các nền tảng khác cung cấp nhiều dịch vụ như đặt xe giao hàng. Chúng ta cùng ngược thời gian kể từ ngày ứng dụng giao đồ ăn của Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Theo báo tin tức, Bemin, tạm dịch là dân tộc giao hàng, là ứng dụng hoạt động trong lĩnh vực giao đồ ăn nhanh của tập đoàn Guwa Brothers Corp của Hàn Quốc. Vào tháng 6 năm 2019, Bemin chính thức gia nhập thị trường Việt sau khi mua lại ứng dụng đặt đồ ăn Vietnam.com. Với sứ mệnh giúp mọi người ăn ngon mọi lúc mọi nơi cùng giao diện dễ sử dụng cùng mức giá hợp lý, Bemin khi đó đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt mới trên thị trường Việt. Ngay từ những ngày đầu tiên, Bemin đã quyết tâm phủ xanh thị trường với hàng loạt chiến dịch marketing ăn tiền cùng những chương trình ưu đãi khiến các ông lớn như Grab và Shopeefood cũng phải chùn chân. Bemin đã đầu tư một khoản không nhỏ vào các chiến dịch marketing nhằm tăng độ nhận diện tại thị trường Việt, nơi mà Grab và Shopeefood vốn đã có những chỗ đứng nhất định. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng các chiến dịch marketing của Bemin đều rất thành công, góp phần không nhỏ vào sự bùng nổ của ứng dụng này trong những năm 2019-2020. Các quảng cáo của Bemin tiếp cận nhiều người tiêu dùng ở nhiều độ tuổi khác nhau với các nội dung bắt mắt, bắt tai như biển quảng cáo "Anh ở quận 3, em vừa bước ra là anh sao tới", "Đặt ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh" hay "Hoàn Kiếm, anh biết rõ, nhà trong ngõ vẫn giao, đặt ở Hoàn Kiếm, Hà Nội". Vào sinh nhật 3 tuổi của mình, Bemin còn viral với loạt lời cảm ơn ở khắp mọi nơi như "Cảm ơn bạn 3 năm qua đã dành vài giây xem quảng cáo Bemin mỗi lần dừng đèn đỏ", "Cảm ơn bạn 3 năm qua vì những lúc đang dở việc vẫn chạy xuống nhận món từ tài xế Bemin". Bemin cũng rất chịu chi khi mời hàng loạt người nổi tiếng như Trấn Thành, Châu Bùi, Justati tham gia các chiến dịch quảng cáo của mình. Sự đầu tư vào chiến dịch quảng cáo đã giúp Bemin bước đầu thành công trong việc tạo dựng tên tuổi tại thị trường Việt. Theo báo cáo thị trường dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam 2020 của Reputa Social Listening Platform, GrabFood là thương hiệu đứng đầu thị trường giao đồ ăn trực tuyến ở nước ta khi chiếm đến 33,38% thị phần thảo luận. Tiếp sau đó là Now với 23,16% lượng thảo luận trên Social và Bemin với 21,95%. Mặc dù sinh sau đẻ muộn, nhưng có những thời điểm như tháng 5 năm 2020, Bemin đạt đợt thảo luận tương đương GrabFood. Trên fanpage của mình, các bài đăng của Bemin thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và phản hồi tích cực từ phía người dùng, điều mà không phải thương hiệu nào cũng có thể làm tốt. Không chỉ đầu tư vào marketing và quảng cáo, Bemin còn từng trở thành lựa chọn hàng đầu của khách Việt nhờ những chương trình giảm giá ưu đãi tại thị trường giao đồ ăn nhanh ở nước ta. Vào những năm đầu gia nhập thị trường, Bemin liên tục tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn như giảm 70.000 đồng cho đơn hàng từ 70.000 đồng trở lên, phí giao hàng cố định 15.000 đồng chỉ bằng 50% phí giao hàng của các ứng dụng giao đồ ăn khác khi đó, giảm 25% hay giảm 50% tùy theo số lần đặt hàng. Bemin có chinh phục người tiêu dùng khi giới thiệu các món ăn phù hợp với tâm trạng hoặc thời tiết của khách hàng. Mục blog bàn ăn trong ứng dụng Bemin cung cấp cho người dùng nhiều nội dung phong phú như danh sách các món ăn giải nhiệt mùa hè hay tổng hợp những quán ăn ngon giá bình dân. Kinh doanh vận hành thủy triều lên và rút. Bemin bắt đầu vào thị trường Việt Nam từ năm 2019 khi vốn đầu tư cho startup đang nở rộ và tình hình kinh tế đang tăng trưởng ổn định. Những điều đó cùng với việc công ty mẹ chơi lớn khi rót tiền lớn vào thị trường Việt Nam đã khiến Bemin nổi lên là một đối thủ khó chơi với Grab hay Shopeefood. Tuy nhiên, marketing hay branding chỉ là sự khởi đầu. Những gì giữ người dùng ở lại với một ứng dụng là quá trình kinh doanh vận hành của họ.
Về mặt kinh doanh, ban đầu với số lượng vốn lớn, Bemin sẵn sàng giảm mức chiết khấu cho các nhà hàng để cạnh tranh với đối thủ. Thời điểm 2019-2020, không khó để gặp các bài đăng của các chủ nhà hàng tìm cách được lên Bemin. Về mặt vận hành, với số vốn lớn đầu tư, Bemin trong giai đoạn đầu cũng sẵn sàng mạnh tay chi thưởng để hút đội tài xế công nghệ và vận hành dịch vụ ở nhiều tỉnh thành. Nhưng ở giai đoạn sau, khi tình hình thị trường đi theo chiều hướng xấu và tình hình đầu tư vào start-up gặp nhiều vấn đề, sức mạnh ban đầu của Bemin dần suy yếu. Sau Covid, các chủ nhà hàng nhận thấy họ đăng lên quá nhiều app và app nào cũng cắt chiết khấu lên tới 15-20%, trong khi tình hình giá nguyên vật liệu và nhân công đầu vào tăng cao. Khi đó, lựa chọn của nhà hàng là sẽ phải cắt giảm các kênh ít hiệu quả và tập trung vào các kênh đem lại hiệu quả cho họ. Thị trường, khi người dùng thắt chặt hầu bao, năm nay, đa phần các doanh nghiệp đều cho biết họ gặp khó khăn trong việc bán hàng do người dùng thắt chặt hầu bao. Điều đó tới từ việc nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động, cắt giảm nhân sự và việc kỳ vọng kinh tế trong ngắn hạn không có nhiều tích cực, khiến người dùng thắt chặt chi tiêu, gia tăng đề phòng rủi ro. Thực tế đó ảnh hưởng nhiều tới các ứng dụng, trong đó đương nhiên là có Bemin. Tuy dịch vụ ăn uống là nhu cầu gần như căn bản nhất, nhưng giao đồ ăn thì lại là một nhu cầu ở mức cao hơn. Khi tình hình kinh tế sáng sủa và áp nhiều khuyến mại, việc giao đồ ăn trở nên đơn giản vì khoản phí giao hàng thường được giảm giá hoặc tiền khuyến mại khủng ở đồ ăn giúp người dùng dễ dàng ra quyết định đặt món. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại và khi app cắt giảm khuyến mại, người dùng sẽ nhận thấy việc bỏ ra khoảng hơn 20.000 đồng phí ship và các loại phí dịch vụ, việc đặt món và giao đồ ăn từ quán gần đó cũng trở nên tốn kém hơn trong khi có thể tự di chuyển tới quán. Còn chưa kể đến tình trạng giá bán đồ ăn trên app thường cao hơn giá bán tại quán, do nhà hàng kê cao giá bù cho phần chiết khấu của app giao đồ ăn. Như vậy, trong bối cảnh người dùng thắt chặt chi tiêu và giảm các nhu cầu chưa thật cần thiết, nhu cầu đặt đồ ăn nói chung sụt giảm đáng kể. Một yếu tố khác, sau Covid, rất nhiều nhà hàng phải đóng cửa và không thể mở lại. Những nhà hàng còn hoạt động cũng phải siết chặt chi tiêu trong bối cảnh giá cả leo thang. Các khoản phí hoa hồng của các app giao đồ ăn trở thành một gánh nặng khiến nhiều chủ nhà hàng quyết định ngừng hợp tác với app. Một bất lợi nữa của Bemin là việc chỉ có một nhánh kinh doanh là giao đồ ăn. Một số nhánh khác như giao thực phẩm hay mỹ phẩm đã ra mắt nhưng không có nhiều dấu ấn. Điều đó sẽ tốt ở giai đoạn thị trường phát triển vì người dùng và nhà hàng thấy được một đối tác giao đồ ăn chuyên tâm và chuyên nghiệp. Nhưng ở giai đoạn khó khăn, so với các đối thủ đều là super app, siêu ứng dụng, với rất nhiều nhánh kinh doanh có thể bù lỗ, Bemin gần như chỉ có thể dựa vào nguồn vốn từ công ty mẹ và lợi nhuận từ mảng giao đồ ăn để hoạt động. Cạnh tranh tới từ các super app trong mảng giao đồ ăn là cực kỳ lớn. Hầu hết các super app đều coi giao đồ ăn là một mảng kinh doanh giúp kiếm tiền từ nhiều bên. 15% đến 20% phí chiết khấu cho nhà hàng, 20% đến 30% chiết khấu từ tài xế, phí nền tảng dịch vụ thu của người dùng 2.000 đồng đến 5.000 đồng trên đơn hàng, chưa kể giúp tối ưu năng suất của đội tài xế và gắn chặt người dùng với dịch vụ hơn. Dù ở giai đoạn trước hay sau Covid, các super app vẫn dành một sự quan tâm lớn cho thị trường giao đồ ăn, khiến trận địa này trở nên khốc liệt hơn hết đối với Bemin. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.